Đà Nẵng sau Tết, mọi thứ đã dần chuyển mình quay về hoạt động bình thường mới. Ngay khi nhận được thông báo học tập trực tiếp, các bạn sinh viên đã hối hả đi tìm phòng. Cuối cùng thì sau gần 8 tháng học online, các bạn sinh viên đã được gặp lại bạn bè và thầy cô tại giảng đường, khi Đà Nẵng đã cho sinh viên học tập trở lại từ ngày 14 tháng 2. Nhu cầu tìm phòng căn hộ cũng bắt đầu sôi nổi trở lại, khi sinh viên đã rất vất vả để tìm kiếm cho mình một căn phòng ưng ý, vừa phù hợp với tài chính của mình và vừa thuận tiện đi lại. Dù chấp nhận phải tốn kha khá chi phí thuê phòng để tìm kiếm một phòng, nhưng với mức cung thấp so với mức cầu, nên việc tìm kiếm phòng trọ trở nên vô cùng khó khăn và gian nan. Những khi khó khăn lớn nhất khi tìm phòng trọ là lúc đầu mình không ở đây, cho nên là mình không thể kiểm tra được tất cả những cái phòng trọ có trên mạng được. Dạ, lúc đầu thì có, tại vì lúc đầu là dự kiến là sẽ ở 3 người, nhưng mà tại vì trong quá trình tìm kiếm thì lại thiếu người, nên là cái đó nó hơi khó khăn một xíu. Đó là khi mình phải nâng cái tài chính của mình lên để chia ra cho từ 3 người chia thành 2 người, đúng không? Dạ, đúng rồi. Với hơn 2.000 phòng, căn hộ, chung cư mini, Havelland House tự hào là đơn vị đồng hành cùng với sinh viên trong việc tìm kiếm phòng, căn hộ, phù hợp với từng vị trí giá thành của sinh viên. Với những cách tiếp cận, hỗ trợ sinh viên online qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Chợ Tốt và thông qua số hotline 1900 232343, hỗ trợ liên tục các nhu cầu gọi đến của sinh viên. Và khi mà mình kiếm được Havelland thì mình cảm giác là đây là một nơi rất là phù hợp với mình. So với dự kiến ban đầu của mình thì mức giá ở Havelland là hoàn toàn phù hợp. Và khi mình thuê phòng ở đây thì mình lại nhận được những dịch vụ rất là phù hợp với cái lứa sinh viên của mình. Hơn so với em dự kiến, nhưng mà em nhận lại là nó sẽ có nhiều cái ưu đãi đối với phòng, với lại nó hỗ trợ trong việc sinh hoạt tốt hơn. Về phía công ty thì công ty đã dự động được tình hình tìm phòng trọ của các bạn sau Tết, nên trước đó công ty đã rất là tích cực để tìm liên hệ tới các chủ nhà để tìm phòng cho các bạn sinh viên ở xung quanh các trường đại học. Về phía quản lý cũng rất là hỗ trợ các bạn điều giá về chủ nhà, và mình hỗ trợ các vấn đề về nhu cầu đời sống của các bạn. Dạ, nhân viên ở đây rất là thân thiện ạ, đặc biệt là các bác bảo vệ, các bác đều rất là hướng dẫn em khi mà em mới xuống đây và giúp đỡ em những cái việc mà vận chuyển cũng như là chuẩn bị cho công tác đi học lại. Dạ, em thấy cái sự hỗ trợ nó rất là có ích. Nó mang lại, nó giúp ích một ít gì đó trong quá trình cải tạo cuộc sống. 3 ngày sau kỳ nghỉ Tết, Havelland House tự hào khi đã hỗ trợ hơn 180 phòng phù hợp với sinh viên để đảm bảo cho các bạn chuẩn bị tốt nhất khi quay trở lại trường. Sau Tết thì dường như các trường đại học đều bắt đầu đi học trở lại, nên nhu cầu của các bạn sinh viên cực kỳ nhiều. Bên về phía công ty thì trong vòng 3 ngày trở lại thì nhu cầu của các bạn cực kỳ cao. Công ty cũng trong vòng 3 ngày là đã phun hết tất cả các phòng và vẫn tiếp tục tìm kiếm để tìm kiếm phòng cho các bạn sinh viên. Thông qua đây, đội ngũ Havelland chúc các bạn sinh viên học tập thật tốt và hãy yên tâm cư trú tại các tòa nhà căn hộ của Havelland. Cảm ơn các bạn đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với Havelland trong suốt thời gian vừa qua.